Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời chào đến quý thầy cô và các bạn đang xem video của nhóm chúng em. Nhóm chúng em là DEG Team, khoa cơ khí, trường Đại học Bách khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Em xin giới thiệu đôi chút về thành viên của nhóm. Em tên Bùi Quang Khải, hiện đang học ngành kỹ thuật cơ điện tử, là leader của nhóm. Xin chào, tôi Hen là tân sinh viên của khoa cơ khí, ngành kỹ thuật công nghiệp, logistics quản lý chuỗi cung ứng của trường Đại học khoa. Tôi tên là Nguyễn Mạnh Huỳnh, sinh viên ngành nhiệt lạnh. Xin chào mọi người, mình tên là Vũ Đình Kiên, là sinh viên của khoa cơ khí, ngành kỹ thuật cơ khí. Mình là sinh viên của năm 2021. Cuối cùng là bạn Trần Đỗ Trọng Huy, sinh viên K21, trường Đại học Bách khoa, đang đại học nhóm ngành kỹ thuật cơ khí. Đề tài chúng em được chọn là thiết bị cần thiết để hỗ trợ con người trong sinh hoạt hàng ngày. Sản phẩm có tên là tủ sấy mini, là thiết bị giúp sấy khô quần áo, giúp ích cho con người trong vấn đề giặt giũ. Nguyên nhân chúng em lựa chọn đề tài này là khi trải nghiệm cuộc sống ở miền Bắc vào mùa đông, thời tiết lạnh không có nắng dẫn đến khi phơi quần áo sẽ lâu khô và khi khô thì nó vẫn còn bị ẩm hơi lạnh vào. Mục đích nhóm chúng em làm ra sản phẩm này để giúp cho công việc không khô quần áo trở nên dễ dàng hơn, giữ cho quần áo được lâu bền hơn, giúp người sử dụng tránh được những bệnh cảm lạnh, dị ứng ngoài da và những vi khuẩn gây bệnh khác do phải mặc những bộ quần áo ẩm. Máy hoạt động dựa trên nguyên tắc đối lưu, sự bi hơi của nước. Đối lưu là lưu động của các bộ phận bên trong chất lỏng hoặc chất khí, sinh ra do sự chênh lệch nồng độ hoặc nhiệt độ. Sự bi hơi của nước phụ thuộc vào nhiệt độ, sức gió và mặt thoáng tiếp xúc. Trong quá trình thực hiện đề tài này, chúng em đã tìm hiểu và tham khảo rất nhiều các sản phẩm đã có trên thị trường, họp, bàn với nhau về cách hoạt động và những đổi mới so với sản phẩm trên thị trường. Chúng em đã có được kế hoạch cụ thể cho từng người theo sơ đồ Gantt và kết quả nhóm em đã làm được. Dự kiến phương án thiết kế, máy sấy sẽ có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước 1,5 x 0,5 x 0,5 m, gồm khung làm bằng những ống nhôm hình chữ nhật có kích thước là 25 x 38 mm. Vỏ máy là một lớp ván ép dày 6 mm. Buồng sấy có kích thước khoảng 1,2 x 0,5 x 0,5 m. Bên trong máy bao gồm hai bộ phát nhiệt với nhiệt độ phát ra tầm 70 độ C, hai quạt mini để đẩy nhiệt độ ra đều khắp buồng sấy, một bộ hẹn giờ điều khiển đóng ngắt mạch theo thời gian, một máy phun sương, một quạt mini để phun dung dịch khử mùi và khử trùng. Đây của máy có dạng máy nghiêng để cho nước nhựa xuống, không dính vào các thiết bị điện của máy. Một thanh inox treo ngang để che quần áo. Sau nhiều lần vẽ sai và rút ra kết luận, nhóm chúng em đã cho ra mạch điện hoàn chỉnh gồm một mạch hạ áp 220V về 12V hoặc 5V, một bộ hẹn giờ, một bộ đốt nóng, ba quạt gió, một công tắc tổng, một mạch điều khiển điện áp, một thiết bị phun sương, một automat và mô hình 2D của tủ sấy. Tính đổi mới, sáng tạo. Thay vì dùng tia UV để diệt khuẩn, nhóm sử dụng bộ phun sương dung dịch diệt khuẩn khử mùi. Vì tia UV có bước sóng ngắn hơn 280 nanomet mới diệt được vi khuẩn, nhưng đồng thời cũng gây hại cho mắt và da người khi tiếp xúc, làm giảm độ bền của quần áo. Dùng dung dịch khử mùi có thể sấy được những đôi giày, đôi tất mà không làm bị ẩm mùi hôi vào tủ. Tách điên điều khiển quạt gió và bộ làm nóng, đồng thời lắp mạch chỉnh áp cho bộ làm nóng để điều khiển được mức độ sấy khác nhau cho từng loại vải phù hợp. Ví dụ như lụa, nhung khi gặp nhiệt độ cao sẽ dẫn đến khô, cứng vải hoặc mau mục như các loại da. Sau khi tính toán thiết kế, chúng em cho được bản thông số kỹ thuật của máy. Kích thước tủ 1,5 x 0,5 x 0,5 m. Điện áp 220V, công suất sấy từ 360W đến 1226W, thời gian sấy khoảng từ 0 đến 360 phút, khối lượng khoảng từ 5kg đến 10kg, nhiệt độ sấy khoảng từ 25 độ C đến 70 độ C, sử dụng dung dịch khử mùi diệt khuẩn, được phun dưới dạng xương. Phần báo cáo của nhóm chúng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý đón xem.